mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái câu list áp dụng trên âm dài là La thứ Pentatonic. Nếu các bạn chưa hiểu về Pentatonic, các bạn có thể xem clip cũ hoặc là trong cái đường link phía dưới comment mình có ghi rõ giải thích thế nào là Pentatonic. Pentatonic thực là 5 nốt một cái âm dài. Thì để đơn giản ở đây chúng ta sẽ nhắc sơ lược lại trong La thứ Pentatonic chúng ta gồm những nốt gì. Chúng ta sẽ có La, Đô, Rê, Mi, Son. Đó, chỉ có 5 nốt đó và nó sẽ bỏ qua nốt Si và nốt Fa nhé. Các bạn nhớ nhé, chúng ta có 7 nốt trong cái scale của La thứ, thì bây giờ chúng ta bỏ ra nốt Si và bỏ ra nốt Fa thì chúng ta còn 5 nốt còn lại là Pentatonic nha, của La thứ. Thì cái câu này mình sẽ hướng dẫn các bạn chạy quãng 5 trên Pentatonic. Vậy quãng 5 là gì? Tức là như khoảng cách từ cái nốt đầu tới cái nốt thứ 5 rồi tiếp theo tới nốt thứ 5. Ví dụ dễ hiểu, bây giờ chúng ta có nốt Son, sau đó các bạn đánh nốt tiếp theo là Rê, vậy nó là quãng 5. Lý do tại sao chúng ta sẽ có Son nè, La, Si, Đô, Rê, vậy nó Rê là điểm thứ 5 đúng không? Son, La, Si, Đô, Rê. Vậy từ nó Son tới nó Rê là gọi là quãng 5 ha. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là mình sẽ đánh hết khắp từ ngay cái ngăn 3 cho đến cái ngăn số 12 nha, của La thứ. Thì từ đó các bạn có thể áp dụng công thức tương tự cho các âm dài pentatonic khác ha. Thì ở đây mình dùng kỹ thuật là alternate picking, tay phải các bạn một phím đánh xuống, phím thứ hai đánh lên, đánh xuống, đánh lên ha, cho nó điện tay phím dễ luôn. Chúng ta bắt đầu từng cặp dây, thì một cái đoạn nó sẽ trên từng cặp dây liền kề với nhau. Ta sẽ có như sau. Rồi, bắt đầu chúng ta có ngay ngăn 3 là Son, sau đó Rê của dây 5 ha, sau đó các bạn nâng lên La, Mi, ngăn 7 dễ ha. Tiếp theo chúng ta xuống cặp dây tiếp theo thì chúng ta có tương tự nó Đô, nó Son, Rê, La. Rồi bắt đầu lại hai cái cặp đầu tiên ha. Dễ phải không bạn? Tiếp theo chúng ta xuống cái cặp dây số 4 và số 3. Chúng ta ngay ngang 5 là nó Son. Các bạn thấy gì? Son, Rê, Rê, La, Mi. Cái này nó giống như cặp dây đầu tiên đúng không? Bởi vì thật ra nó quãng 8. Ở đây thấp hơn, trên này cao hơn một quãng 8. Các nốt y chang nhau ha. Đó, rồi ba câu đầu ha. Tiếp theo chúng ta sẽ cặp dây số 3 và số 2. Số 3 và số 2 chúng ta sẽ bắt đầu nghe nó Đô, ngang 5. Nhưng ở đây để quãng 5 các bạn phải đánh rộng hơn. Nó không giống như vậy. Không phải, mà nó phải thêm một ngang nữa. Tức là ngang 5 thì tới ngang 8 nè. Tức là chúng ta Đô, Son, rồi sau đó các bạn lên Rê, La. Đánh lại hai cặp dây liền kề nha, trên. Nhớ nha bạn. Rồi cặp dây cuối cùng, số 2 và số 1 thì chúng ta ngay ngăn 8, ngăn 10. Tức là Son, Rê, La, Mi là 10 với 12 ha. Thì cũng đơn giản, chúng ta đánh hai cặp cuối nha. Rồi từ đầu mình sẽ đánh thật chậm để bạn ghi nhớ ha. Bắt đầu từ ngang 3. Rồi, nhanh hơn một tí nếu các bạn có thể chưa quen các bạn đánh nó móc đơn, còn nếu quen rồi các bạn đánh chùm điện 4 ha, tức là một nhịp chúng ta đánh 4 nốt ha. Lại nha bạn. Đó. Thì câu liếc này các bạn có thể làm cho nó khó hơn một tí bằng cách các bạn thay đổi tay phải của bạn. Đáng lẽ bắt đầu bằng một phím xuống, sau đó phím lên. Bây giờ bạn làm ngược, bắt đầu bằng phím lên và sau đó một phím xuống. À, tức là từng cặp dây này các bạn phải để cái phím các bạn nằm giữa các bạn đó. Cái này người ta gọi là inside picking, tức là giữa hai cọng dây các bạn dùng phím các bạn đánh vô giữa, đánh vô giữa này. Còn lúc nãy chúng ta đánh một phím xuống là chúng ta đánh gọi là outside picking, các bạn đánh bên ngoài, đánh từ trên xuống bập ở dưới lên, tức là bên ngoài của hai cọng dây. Còn giờ inside là mà đánh bên trong. À, đó là cũng cách các bạn luyện ngón tốt. Bây giờ chúng ta tập thử nha. Các bạn bắt đầu bằng phím lên, bắt đầu phím lên nha. Đó, lúc đầu tập chắc chắn các bạn sẽ gặp khó khăn. Mình cam kết các bạn sẽ đánh lộn dây bởi vì nó không tự nhiên. Bắt đầu phím lên thường bạn không tự nhiên. Nhưng mà tập cái này không, các bạn thấy tay phím của bạn rất là linh hoạt. Hy vọng là clip này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc chúng ta luyện ngón và hiểu về một tí về pentatonic, về quãng 5 thì các bạn có thể đánh được từ cái dây thấp lên dây cao một cách nhanh chóng ha. Các bạn thấy cây đàn ở đây cũng rất là đẹp đúng không? Đây là một cái cây custom của Amigo làm cho khách hàng, gỗ cẩm ấn nha các bạn, rất là đẹp. Inlay theo cái kiểu của PRS, hình chim hoặc là cái kiểu Taylor, hoa văn trên này. Đó. Thì cây này custom giá nó cũng rất là tốt và cạnh tranh. Nếu các bạn có nhu cầu hãy liên hệ Amigos Guitars Shop để chúng tôi phục vụ cho các bạn. Vì số lượng custom cho nên số lượng nó cũng rất là ít, cho nên là chỉ mỗi một loại chỉ có khoảng 2-3 cây thôi, cho nên và hiện tại là một số anh em cũng đã đến mua một ít rồi, cho nên các bạn nếu có nhu cầu hãy nhanh tay lên nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.